đạp chế tì mẹ trấy và dùng sạc cung vào căn channel ProKX áp hình xoay như thật hãy và xung lịch nơi ảnh tập vật đọc sẵn và khai khai mùa chùm đuôn một phần biệt chùn đào bệnh mật nạ sạc đạp đạt bật tình mũi bố tài bạc tình nề rạp ruông chiêng mùi liên đô lá đây bắt đầu chì vật vật vốn nơi lờ xà lan bạc bệnh mật kênh thà cả đền này hạt ca đàn đặc xâm mạng mệnh táo bắt đầu chật đạch và xâm lạp vật vốn khuôn ấy đôi xa tài lời tình nề rạp ruông chiêng mùi liên đô lá bài chất với bản ní rung tùm lẹ và bôn châu tắc rư gò giác nà bà chân bây mật dơ mà tạm đàn lùm ít đôi cho tớ và tế chấn ở dung tạm bà phục cả sai South China Morning Post các bị ngay tì bì khai thân lưu cho nàm bị phòn phí bún bàn đề cao ông bì rừng ra kia tạc cam đò cờ krak nơi bà tế chấn đai miên bà rõ chung chết chân mà nẹ trang bàn cả tốt và hai chì vết bà tọc bì chân bà bôn lẹ bì lơ xà láng châu khăn ông xa mốt hai phía dìm tìm bà xâm nông từ nề rạp rộng ở dụng dịu vết rộng bà bà bốn đâm bây dục tự dọn bộng nội kê dục tự rộng sự vạc cám phật hết bắt tâm tù rạch chân CCTV các vị thân hai tì và phim môi khai vị trả ca cho nàm bị bọn phí bút bà nệ đăng thá bởi rõ chịp ở đây miền niềm trật cầu lý ở dụng sai dập rằm bì cho nàm trước bàn bà đoàn tế tù bị bọt ngục hết đào chê tình á vì tù là ca bà chì chôn chọn quốc hạt liều nín các bị khai thân lưu chân à môn tôi chỉ dàng nà cực đáy ở với nơi tài mình cho bà thá ta ca cạch tốt trời bàn ảnh vọt hai rừng này tì rừng hẹt bàn cạch láng ca bị thân ngài trị trăm khai ủ sụp hiếc chân à bị bọn phí mũi cân nạp bê đài cầm bông thuở đồng nào tạm sạch láng bị tì krong ta liên nơi khai liều nâng yết xa nây bà tê chân tới tì krong giả tái khai sàn túng phía khăn ca sạp tài bà bốn lục lý bạn lạc bị lưu xa láng châu tới khăn ông xa mất bạn mang xa xa phạm nhật tí các ngô cọng nhạc xong cừu bạn rồi khuyên xa 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 trầy rôn cừu sau đó bị đại bà rõ chịp ở đây đừng đồng đồng thá bà bồn bàn xa lắp có bàn xa lại dùng bào khá luôn đang tọa xa lót chữ tì bằng phát tức bây chìm miền ca ả an bị bà rõ chịp ở đây thá ông ta hẹt nít bàn cạc láng đào chạy đón dàng nà cực đói bàn tay bà lý can tài miền ca xong xa khăn đào xa tì tăng chôn rôn cừu thật lạc nú cứ ngồi ngực lắng đại chân bị bà bón khlom mưu xà láng đã miên cầm rá chiêng bị rồi cọp ngay ai nạ chung niên cao xoay bị cháy có ruột khương xà nam chóm nâng lợp tỷ mốc rộp bò xà trái chìa bà bốn phong đài chân nít tân tiết lục lý xà rạp tài miệng bầm non chọn xà nà xâm bất mờ rà nạp hiếp bà bốn rộp bò quát bị bà lý ảy bàn lướn bất tay bên trái đầm bòn đầm râu ảy bộ chìa xóp khăn ông rạch bế bạch thang ngay chung môn xanh bà lý bàn ảnh chơi lực lý tự tì krong ta liến đang xa nha thái nâng bắt đầu xâm bất mở nạ phiếp cần nạc đài bồn lý bàn bình chút mình trầy chùm niên ngược tỷ krong xuyên hãy chứ còn lại đài lục lý cầm phong tài ruột nơi đạm bầy sợ bằng kê chỉ là tập hỏi bằng hàng tháng lục lý bắt bác phụ nị thàn mũi nực nông tỷ krong xuyên hãy bằng tài chỉ rưỡi rưỡi chùm bẹt lùi bạc hài bộc hà lất nâng đài cư ruột xí rực bỏ quạt cả sợ bằng kê rực bỏ bồn lý ruột khơn thá lục lý cư mi bàn điệp cá các bị khai tội là chân nằm bị bọn mà phê chừng mùi nâng bà bồn gót ở dụ dài cho bà mùi chân nằm đã chi sạch trầy mềm mai còn phê bố cư bà mùi khai môn sạch trầy rôn cừu bàn sạch lạp bạch bằng chì vết cân hạ sạch trầy rôn cừu bàn bàm ra cá nơi phô dịch này than rộ bọc ở đấy tăng bị chân nằm bị bọn đọc bà mùi bọc mà lè bà lý rột khơn thá bất đá bọc lắc phô dịch này than mình đăng bị cà riệp cá rút bọn nhạc tăng bị nụ tê hai nhạc chật kháng bán có tâm quan khuyên tháp ở đây mùi cụ ní hát đôi kia mình bên tùm nạ tùm nông chật xin đất nâng khí tỏa tại xó ông nông bưu này ca sợp ông kết bồn lý cậu bàn ruột khuyên tháp lục lý nguyên mật sẽ giải dụt đọc rộng bùn chân nam bà nạ phòng đây lục lý bàn tự ruột sự và cầm lợi phết bố trâm tay cờ lạc hai bà nó bàn tòa bì ca sẽ lắp rộp bọc rộp bùn quát nơi khăn ông bình túc sẽ thả kế mùi cụn lãnh đây chỉ ca riệp chôm đòi bồn lý bên nụ hơi đài lục lý trời bàn chập luôn đào cọng nẹt khò mơ bà lý rột khơn thá lục lý cho bầm nọ chiếc mùi liền gión đức mang đăng bà mang đập buồn mừng đô la ảm rịch bác bán tinh tình đề ra bà rộng ở dụ trí vết trong nguồn buồn chúc báp xâm ra bà bồn quát bố cư bị khai bằng tóc bị riệp cá bác bán đại trung một lùn anh chỉ nạ tựa tùa phó tài bà nạ cốt bà rộng bà bồn quát xa lắp đào cổ thân nạ nà mũi xâm nông ruộm bì cô nè dô bái tình đề ra bà rộng tàng nô hạt trở rộp tật bạc rồi hốt đó mùi chật và mùi liên đô la ảm rịch lục lý trở bàn chập khốn bàn tay quát nơi tay bàn tò ả an thác miền cầm hò nụ tê bàn lý bàn xoay nhu đột chùm nuôi bình nạ chùm điên phần này cao xa bị cháy đâm bây bình đất video chanh bì camera xa vạt đập hiếp
មានទីតាំងឆ្ងាយពីកន្លែងកើតហេតុអ្នកជំនាញកំណត់ថារបៀបដែលជនរងគ្រោះដួលធ្លាក់នោះបានបង្ហាញថានឹងត្រូវបានគេច្រានជាជាងធ្លាក់ដោយចៃដន្យស្របពេលដែលវីដេអូកំណត់អត្តសញ្ញាណដៃមនុស្សម្នាក់ទៀតពាក់អាវពណ៌ខ្មៅចំពេលដែលលោកលីបានស្លៀកឈុតពណ៌ខ្មៅនៅថ្ងៃនោះលោកលីក៏ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតពីបទនោះឃាតនៅក្នុងការកាត់ក្តីលើកដំបូងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2022ហើយតុលាការជាន់ខ្ពស់បានតម្កល់សារក្រមនេះបន្ទាប់ពីមានការប្តឹងឧទ្ធរណ៍បេះប្រិមិត្តឃើញថារឿងរ៉ាវហេតុកម្មកាត់ឡើងនៅឯប្រទេសចិននោះទេបរិះជាប្តីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការស៊ើបអង្កេតរហូតដល់ដឹងពីរឿងរ៉ាវជាច្រើនបាទតាមពិតនោះជាពាក់បំណុលគេយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ដោះបំណុលអត់កើតក៏បែបបង្កើតល្បិចបែបច្រើនទម្លាក់ប្រពន្ធចូលទៅក្នុងទឹកហើយថាការធ្លាក់ដោយចៃដន្យបាទវាមិនដែលចៃដន្យដល់ថ្នាក់ហ្នឹងធម្មតាកប៉ាល់គឺមានរណាំងអីការពារត្រឹមត្រូវហើយមានកាមេរ៉ាអីបាទច្បាស់លាស់តែយ៉ាងណាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាននៅតែបំបែកដំណំរឿងបានអំពើអាក្រក់បាទត្រូវតែទទួលផលទីបំផុតត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទខ្លីមួយនេះបាទអញ្ញាតគបជួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH អភិសរញូវទៅហើយបាទសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជំរាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបាត់ទី1ចិត្តត្រៃម្នាក់បាត់ចាញ់ពីផ្ទះមួយព្រឹកស្រាប់តែអ្នកភូមិផ្ទះឃើញស្លាប់នៅក្រោមដើមត្នោតទៅវិញបាទប្រិមិត្តឃើញថាករណីភ្នាក់ផ្អើលដល់ជួប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official New ទៀតហើយបាទចំណឹកនៅអត្តបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ញាសាសូមអភ័យទោសពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននឹងសូមកុំឲ្យសម្ដេចយកទោសអូសដំណើរចំពោះការនិយាយស្ដីនៅពេលកន្លងមកនឹងពេញលោកសុកសកុនហៅចែមសុកដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបបានបង្ហោះសារសង្កត់ទៅកាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រតិភិចំពោះកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួននៅពេលកន្លងមកនឹងសូមកុំឲ្យសម្ដេចប្រកាន់ទោសអូសដំណើរនៅអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់និយាយប៉ះពាល់ដល់សម្ដេចតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកចែមសុកបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមគោរពសម្ដេចបងផ្កាយព្រឹកប្អូនសូមអភ័យទោសពីសម្ដេចបងបើមានការខុសឆ្គងត្រង់ណាជាការប៉ះណាស់ប្អូនជាមនុស្សឈឺនិងពលទឹកមាត់ដែលប្អូនចូលចិត្តនិយាយលេងសើចច្រើនប្អូនសូមសម្ដេចមេត្តាដល់ប្អូនសូមសម្ដេចបងមេត្តាកុំប្រកាន់ទោសអូសដំណើរប្អូនសូមអរគុណសម្ដេចបងនិងសូមជូនពរសម្ដេចបងឲ្យមានសុខភាពល្អនិងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាបំពេញភារកិច្ចឧត្តមឧត្តមដើម្បីប្រទេសជាតិគូពំគូសំទានសម្ដេចបងអភ័យទោសដល់ក្តីគោរពពីខ្ញុំបាទចែមសុកបេះប្រិមិត្តឃើញថាលោកតាចែមសុកដែលយើងស្គាល់ថាជាវេក្មិនទៅលើបណ្ដាញសង្គមដល់ល្បីបាននិយាយខាងនយោបាយកន្លងមកបាទពេលនេះបានចេញសារសំទោសសម្ដេចតេជោក្រោយពីនិយាយប៉ះពាល់ណាអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតអាចដាំវិសំណាងអភិបាលខេត្តកែវជូនលោកយាយអាយុ82ឆ្នាំដាក់ផ្ទះក្រោយតុលាការកំពូលដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំខេត្តកែវលោកវិសំណាងអភិបាលខេត្តកែវបានជួបដំណើរលោកយាយជុំជែងអាយុ82ឆ្នាំដាក់ផ្ទះនៅឃុំថ្នោតស្រុកបាទីក្រៅតុលាការកំពូលសម្រេចដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារនៅយប់ថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះសូមរំលឹកថាលោកយាយជុំជែងអាយុ82ឆ្នាំរស់នៅភូមិថ្នោតឃុំថ្នោតស្រុកបាទីខេត្តតាកែវដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែទំនាស់ព្រំដីនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2024ដោយសារតែទំនាស់ព្រំដីនោះដោយនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះត្រូវបានតុលាការកំពូលចេញសាលដីកាសម្រេចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះបានធ្វើឡើងក្រោយមានការចែកចាយពីពេញបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងព្រឹងព្រាតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ដែលលោកយាយមានអាយុដល់ទៅ82ឆ្នាំរួមរិតដោយជំងឺលើឈាមនិងទឹកនោមផ្អែមប្រចាំកាយនោះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនតាមដីការបស់តុលាការខេត្តតាកែវ
hay dược lục dây tới khung khuôn nơi bồn tình liệt ký các vị thường ngày ở Tết các bác chọt và căn bị bác thuê ai khôn khát đầu chết tình ná nhưng thuê ai bác chùm nữa lờ sạch đầy chùm rác được bác tụt lạc ca bác rất nơi phùm thân áo khung thân áo sọc bác tí khai tự kéo các vị thường ngày tìm một phí bạm bùn khai thân ú cho nàm bị bọn phí mũi bác lâm ước bụng một tuần đang miên trai anh ọc đoàn tiết tố tạm bằng nhát mê trá buồn đôi đắp nâng mê trá pram rôn phí bay mấy cọm bụng một tuần đồng nào rưỡng đại chiến đọc cả chọt và căn ông bị đồng nàng ai chắc cá ôm giả lạc đồng bông khai tự kéo tên lên lục dây đục ni cực đàm chân bị tùm nọ bụng đấy nâng ca xong bạc lâu chìm mùa nhạc chật khang rồi hốt đo miên cạp đằng bụt đọc ní hai miên ca chập nâng khôn khuôn lục dây tạm bụt đông cài bị chập khọt khuôn lục dây đạp bồn tình địa ký cùng rụt bọt lục dây chùm luôn bị nhạc tiết trước bàn chập khuôn nâng khôn khuôn đạp bồn tình địa ký phong đá các bị bà màn khai muốn nơi khôn nông cả rừng này tại mùi xong rạp cả rừng ní các miên ca chai chai bảo đồ miên dàng chá rao nơi lực bản đàn chân cúng ông đòi ca rì côn phong nô xong đạch bà bò thập ở đây hôn mà nát nơi dụ rạp mân trây nơi Campuchia bàn này nóm ôi ốc bạc dụ rạp mân trây cả rết ốc bạc dụ rạp mân trây nâng rạp mân trây cơ xuân dụ tật thó rung tên anh nhà thô bẹp bòn bị nất cả rừng này nì làng vĩnh đang bây bà đọc hiệp dụ tật thó chôn đọc hiệp ký bẹp bòn các dự cao ôm trả lại đồng bông khai tạc kéo bàn bà chạy thá bà dùng tạm xa krom bà mật toán bố lấy xàm sập khó cho ngay tì văn khai tạc đá cho nằm bì bòn phì bây rồi bà trả lại đồng bông khai tạc kéo đất bàn tâm rạch đoàn tiệt tố cho mùa chung dến đã ôn tình yêu kia cùng nọt dạ bế bàm bày khái bì bót thuê ai khôi khát đào chê tình ná nâng thuê ai bạch bòn chùm nưa tình lơ sạch đầy xâm rạch rồi bà tụt lạc ca bà dùng tạm đầy cá xâm rạch rồi bà sập hế bà mật toán tụt lạc ca cùng phú nước thứ ngay tỷ bay khai thân nu cho nam tỷ bọn phí bốn ní bàn dù lực hướng tha cho mùa chung dến phê trái cắt nơi cho nam mùa bọn bọn bốn đôi xài sập bì mình vầy chạc chủ rí kết mục đoàn bền ní cư mình ả dụ bài sập bì cho nam tài hai hẹt ní tạm cổ cám nụ thó cóp bay sập hiê bà mật toàn tổ lạc ca cầm bú chú ả nô vọt tốt chung phùa toàn đất cho mùa ní tăng bằng nhạc này mệt trá bồn đôi dài bằng bốn này cọm nị tệ vị thí bồn mật toàn đấy ca xâm rách bồn mật toàn tổ lạc ca cầm bú bạn bà chạy giang đồ chân này thá tìm mũi từ tùa bệ bằng đăng xà rớ lấy xàm bằng bốn xò rố cho ngay tìm một phí bàm khai cả nhà cho nàm phí bòn phí bốn nâng bình chôn tùm đồng rừng bằng mật toán đầy bằng đăng xà rớ lấy xàm bằng bốn xò rố cho ngay tìm một phí bàm khai cả nhà cho nàm phí bòn phí bốn rốt bà tụt lạc ca công phú từ sạp hiệp bình ống này nơi tụt lạc ca công phú chỉ xa mặt cách tìm phíp chua ca nụ vọt tố lưu tân đất mùa chung dến phết xây ca cho nàm một bòn bằng bộ đôi xài phí đang miên khăn ông xa cọng bụng một tuần lấy xàm sập khó cho thằng ngày tìm răng khai cả cả đá cho nằm bị bọn phí bay rồi bỏ xa lạ đồng bông khai cả kèo bạc bệnh bật khởi thà miên ca xa tố đây là lúc gì mình ạ bà vây 30 phí cho nằm tới hơi bà chả cho riêng miên chùm ngư phong đô đau xa ta tùm nọ mà bụng đây có cao chưa chùm lùa rồi hốt đào miên ca bật đăng bật đào bà ba chưa chạp lúc gì đã bụng tình yêu kia à lần này khởi thà cái đó thì mình cả thì con bị đại lệnh bọn đa nhưng cung thả về mình bà về mình xóm á bà mai kê mai dương lục dây kê lục dây dương bà cọt chặt thả hai dục nam mối miền trồng ngư thật tiên bà lên trâu bàn đọc lại bình hỡi bà khuyên thả ai chạy đông áp bị bà khai tật kêu bà chôn đồng nà lục dây đọc tê ở con bình mệt dương bình chọp nơi ạch tật bạch tên bình đi thì mẹ trí bà chung xóa cùng một cảnh cho nó bảo kê ích ở phía xóa nhu thịt hãy bà chung lực nơi ạ tự bọt đỏ sẵn bà khai khai chung lực phí một chung lực chung đó bệnh bạch nè đây là ạ tự bọt tìm mũi cụ ở cây phí chạp chạp tế nơi tù cốt mù là hai cư chân chết bà răng chạy xâm lập nơi đi chia sòng xa chân chết khám máy rút có đột xâm lập luôn ánh tạm cao bà bệnh bạch